thường trụ tâm bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Hộ Pháp Quy Tông Bồ Tát. Con xin cung kính đảnh lễ và đọc phẩm thứ ba kinh Địa Tạng Bồ Tát Đại Nguyện. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện Quảng Chúng Sanh Nhập Viên phẩm thứ ba. Phật Mẫu thưa hỏi, lúc đó Phật Mẫu là bà Ma Gia Cư Nhân chắp tay cung kính thưa ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thánh giả, chúng sanh trong quả giới Phù Đề tạm nghiệp sai khác, tạm thọ quả báo ra thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Trong mười phương thế giới cho đến quốc độ, hoặc nơi thời có địa ngục, hoặc nơi thời không có địa ngục, hoặc nơi thời có nữ nhân, hoặc nơi thời không có nữ nhân, hoặc nơi thời có Phật pháp, hoặc nơi thời không có Phật pháp, dẫn đến Thanh Văn, La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát cũng sai khác như thế, để chẳng phải riêng gì địa ngục sai khác ở đâu? Bà Ma Gia Phu Nhân hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát: Tôi muốn nghe tội báo trong quả giới Phù Đề để chiếu cạn lấy ác đạo. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thánh giả, trong mong ngài lòng mới nhận lấy, tôi sẽ nói lời việc đó. Thánh giả đáp rằng: Xin thánh giữ thân thánh giả nói cho Bồ Tát lực thuận. Bây giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng: Danh hiệu của những tội báo trong quả giới Phù Đề như dưới đây: Như có chúng sanh nào chẳng hiểu thuận cha mẹ, giờ liền diệt hại cha mẹ, kẻ đó vừa đòi vừa vô giả điều, trong đau mình muốn kiếp không lúc nào muốn ra khỏi được. Như có chúng sanh nào có lòng ác, làm Phật bị thương, chảy máu, chẳng kính kính diệt, chế ba giả pháp, kẻ đó phải đọa vào vô giả ngục, trong tâm hình ngũ kiệt, không lúc nào muốn ra khỏi được. Như có chúng sanh nào xâm tổn thường trụ ô phạm tăng ni, gây tử tình dâm loạn trong chốn chùa chiền hoặc diệt hoặc hại, chúng sanh nào phải đọa vào vô giả ngục, trong tâm hình ngũ kiệt, không lúc nào muốn ra khỏi được. Như có chúng sanh nào giả làm thầy sa môn, kỳ thực tâm chẳng phải thầy sa môn, tái phạm giới luật, gạt gẫm hà bạch y, tạo nhiều tội ác, kẻ đó phải đọa vào vô giả ngục, trong tâm hình ngũ kiệt, không lúc nào muốn ra khỏi được. Nếu có chúng sanh nào trộm cắp tài vật được đồ ăn uống của thường trụ hoặc không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào vô giả ngục, trong đám người ngũ kiệt, không lúc nào muốn ra khỏi được. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thánh Mẫu, nếu có chúng sanh nào phạm tội trên, thời phải đọa vào địa ngục ngũ giáng, muốn cầu tạm ngừng giúp cho một niềm cũng được. Bà Ma Gia Phu Nhân hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát: Thế nào là vô giả địa ngục? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thánh Mẫu, bao nhiêu địa ngục trong đủ thứ vi, lớn có 18 chỗ, bậc đến có 500 chỗ, danh hiệu riêng khác nhau. Bậc đến có 1.000 danh hiệu riêng khác nhau, nói để địa ngục ngũ giáng đó, giả thành ngục rồng chúng ta muốn dần, thành bằng sắt, áo ngũ dần, không có lúc nào hội đồng. Trong ngục là có những địa ngục nhỏ kế tiếp nhau, đều có danh hiệu, danh hiệu khác khác. Riêng có một sự ngục tính là vô giáng, ngục này tới ghi tạm muốn dần, thành cao hơn một dặm toàn bằng sắt cả, rồi chạy khởi xuống trên xuống dưới. Trên tường ngục lại có rắn sắt, chó sắt, phun lửa được nhau, chạy rạp bên này, xuống được sang bên kia. Trong ngục lại có một giường rồng khắp muôn dặm, một người thọ tội từ thể thân mình được cả giường. Muôn nghìn người thọ tội cũng từ thể thân mình được cả giường, đó là do tội nghiệp mà cảm vừa ra như thế. Là nhiều người tội chịu đủ sự khổ sở, trăm nghìn quỷ giả xoa cùng các loại ác quỷ, răng nanh bén nhọn ngầm gương, ánh mắt chiếu sáng nghĩa chớp nhoáng, móng tay cứng như đồng, móc ruột bằng bầm chặt. Để có quỷ giả xóa khác cầm chế bá lớn bằng sắt đấm vào mình người tội, hoặc đấm trúng miệng mũi, hoặc đấm trúng mừng lưng, rồi lên như không lấy chế bá hận xuống trên giường. Để có nhiều hố bằng sắt bộ mắt người tội, lại có rắn sắt cắn đầu người tội, nơi lỏng độ khắp thân khéo lưỡi người tội ra mà cài bừa trên đó, lưới kẹo người tội nước đồng bộ miệng, giấy sắt nóng cũng thân người tội lại mỗi ngày mỗi đêm, cũng lần chết cũng lần sống lại, không lúc nào muốn ha ra khỏi được. Lúc thế giới này hư hoại là sinh vào địa ngục thế giới khác, lúc thế giới khác hư hoại là sinh vào quả khác nữa, lúc quả khác ấy gọi là sinh vào quả khác, lúc thế giới này thành sống thờ trở về thế giới này. Nhưng tôi bảo trong địa ngục vô giáng như thế đó, là địa ngục đó có 5 điều nghiệp cảm nên gọi là vô giáng. 5 điều đó là những gì? Một là tội nhân vô trong đó chịu khổ ngày một đêm, trải qua kiếp không dễ ngừng nước, nó gọi là vô giáng. Một người thọ tội thể thấm được ở ngục, mỗi thân người tội cũng thể thấm mình để chụp ở ngục, đó là nên gọi là vô giáng. Nhờ khí của năm hình tội nhân, ý chỉ ba gầy, dầu hâu, rắn, chó, sáu. Của già của say cứ rừng giọt mát, chọ dầu xuân, dây sắt, lửa sắt, ngựa sắt, giá sóng lần đầu, lược sắt nóng rồi thân. Đó thời ác màu sắt nóng, khả thời uống lược sắt xuân. Từ năm tròn kiếp đến bốt tròn khổ kiếp, sự khổ cứ nổi tiếng nhau, không một giấy ngừng ngước cũng gọi là vô giảng. Không luận là mường, mạng, mòi, rợ, già, trẻ, sáng, hàm, trời rồng, quỷ thần, hệ gây tội, điều đồng chịu khổ nên gọi là vô giảng. Nhiều người nào bị đọa vào địa ngục từ khi mới vào cho đến trải qua trăm nghìn kiếp, chịu khổ ngày lẫn đêm, muốn lòng chết muốn lòng sống lại, muốn cầu tạm ngưng dứt cho một niềm cũng được, trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đàng thọ xong. Do vì lại miên man đó nên gọi là vô giảng.
Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với Thánh Mẫu rằng, nó sứ lược đi của giảm như thế, nếu nó rồng ra, ở tên những khí cụ đền hình tối nhân cùng sự thống khổ, nếu là số của kiệt cũng hết. Bà Ma Gia Huy Nhân nghe Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong, khôn xếp vào đầu chấp tay đền lệ Phật mà lui ra. Đền lệ Bồ Tát mà lui ra, kính Địa Tạng Bồ Tát bộ nguyện Phật ba hết. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi So ha ha.